Mình cũng có những cái phương pháp mổ mới nhất mà không phải là bệnh viện nào cũng có. Nhưng mà trộm vía là hôm qua em mổ xong thì người khá là dễ chịu. Em có người quen cũng từng mổ ở đây rồi thì mọi người cũng review là ở đây kiểu nói chung là cơ sở thì khá là ok. Với cả mình cũng có những cái phương pháp mổ mới nhất nên là anh ấy có giới thiệu em qua đây. Thì là lý do mà cả hai chị em đều chọn qua đây mổ luôn. Cái khoảng thời gian em mổ mắt, trong quá trình mổ mắt của em hiện tại thì nó không quá là dài, nó không được tính là dài, nhưng mà những cái dịch vụ rồi những cái chăm sóc mà mọi người quan tâm thì kiểu em cảm thấy khá là được thoải mái. Trước qua bệnh viện sẽ có thể kiểu thực hiện thật nhiều ca mổ thành công hơn nữa, và cũng như là có thêm nhiều bệnh nhân tin tưởng và kiểu được yêu mến.